ngắm bộ sưu tập xe cổ độc lạ bậc nhất Khánh Hòa. Nhắc đến ông Huỳnh Mỹ Thoại, 49 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, giới sưu tập xe cổ chắc hẳn điều nể với bộ sưu tập xe độc là có 102 ở tỉnh này. Xe cổ hiếm thấy. Hiện ông Thoại đang sở hữu trên 40 xe cổ quý hiếm, có từ những năm 1950 đến năm 1975, số xe này đều sử dụng được. Bên cạnh đó, hàng chục xe khác đang được ông lưu kho, chưa phục chế vì còn thiếu linh kiện. Số xe này hiện đang trưng bày ở hai quán cà phê cổ ở đường 23-10, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang và ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Trong Festival Biển 2017, trong phần diễu hành xe cổ thì đa số những chiếc xe cổ độc lạ đều của ông Thoại. Các xe của ông cũng được một số đoàn làm phim mượn để đóng trong bối cảnh trước năm 1975 như phim Mẹ Chồng, phim Mỹ Nhân Sài Gòn. Đáng chú ý, của bộ sưu tập có chiếc Mercedes-Benz được sản xuất từ năm 1953, mang tên Bolton 190. Chiếc Bolton 190 là dòng xe thương mại nổi tiếng của Đức sau Chiến tranh Thế giới thứ hai với động cơ 4 thì 1,9 lít, công suất 50 mã lực. Mẫu Bolton 190 được xem là con át chủ bài của hãng Mercedes để cạnh tranh với dòng xe khác. Từ năm 1956 đến năm 1959, hãng này chỉ sản xuất với số lượng trên 61.000 chiếc. Đến nay, số lượng xe này còn lại rất ít, được người mê xe cổ trên toàn thế giới rất ưa chuộng. Ngay tại Anh, những người sở hữu Bolton 190 còn lập cả website mercedes190.co.uk nhằm tạo ra diễn đàn cho những người mê loại xe này tham gia trao đổi thông tin, linh kiện, phạm vi toàn thế giới. Tại Việt Nam, Bolton 190 được nhập nguyên chiếc vào cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, được cho là dòng xe sang trọng bậc nhất mà không phải ai cũng có được. Cằn cảnh, chiếc Bolton 190 vẫn còn hoạt động tốt, thường xuyên được các hãng phim mượn đóng. Một chiếc thuộc loại hàng hiếm nữa là Mini Moker do hãng ô tô Anh BMC sản xuất năm 1960. Ông Thoại cho biết, con này được sản xuất ở Anh từ năm 1964 đến năm 1968 với số lượng hạn chế với khoảng 14.518 chiếc. Từ năm 1966 đến năm 1993, Moker được sản xuất ở Úc với 26.000 chiếc và 10.000 chiếc ở Bồ Đào Nha. Theo ông Thoại, trong bộ sưu tập của mình có một chiếc nữa là Limousine, sản xuất năm 1983. Đây là chiếc xe mà Bộ Ngoại giao Việt Nam từng sử dụng. Ông phải rất khó khăn để sở hữu được chiếc xe dòng cao cấp này. Ngoài ra, ông Thoại còn sưu tập nhiều xe máy, xe đạp từ trước năm 1975 với các dòng xe motorbike Letty, Honda, Suzuki và đều sử dụng được. Gần 30 năm đam mê. Ông Thoại kể lại, thuở nhỏ, gia đình ông còn khó khăn nên phải đi bộ từ nhà đến trường học rất xa, sở hữu một phương tiện đi lại là cả một ước mơ lớn. Năm 21 tuổi, sau nhiều năm tích góp, ông mua được một chiếc xe máy Honda 67 cũ. Với ông, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà ông coi nó như bạn thân. Hồi ấy tôi đi học ngành điện, nhưng trong tôi lại có máu nghệ thuật. Tôi rất thích những đường nét cong thanh nhã của các phương tiện được thiết kế từ trước những năm 1975. Tôi bắt đầu tìm hiểu về những loại xe máy, xe ô tô cổ và thấy có sức hút kỳ lạ. Tôi nảy ra ý định sưu tầm những loại xe cổ, ông Thoại tâm sự. Ông Thoại nói về triết lý chơi xe của mình. Nói đến xe cổ thì phải hồi đủ 3 yếu tố gồm thương hiệu, niên đại, yếu tố lịch sử, đã gọi là phương tiện thì phải đồng. Vì thế, đã chơi xe cổ là xe đó phải hoạt động được. Tôi thường mua nhiều xe về và bỏ nhiều công sức sửa chữa, tân trang, phục chế cho xe sống lại. Nhiều linh kiện thật lòng rất khó để kiếm được nên số xe lưu kho còn khá nhiều. Để có bộ sưu tập xe như hiện nay, ông Thoại đã bỏ nhiều tiền của và công sức săn lùng. Thông qua những người bạn, ông đã vào Nam ra Bắc nhiều lần tìm kiếm. Kể về chiếc xe Mercedes Bolton 190, ông Thoại cho biết năm 2011, trong một lần vào thành phố Hồ Chí Minh chơi, ông dạo trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì ông bỗng thấy chiếc xe trên đậu trong sân một căn nhà nhỏ. Ông ghé vào, ngắm nghía chiếc xe rồi đánh bạo hỏi mua, nhưng chủ nhân chiếc xe không bán. Tiếc nuối, ông xin số điện thoại rồi về nhà nhiều lần gọi điện thuyết phục. Cuối cùng, người chủ vì cảm phục lòng yêu mến xe cổ của ông Thoại nên đã bán lại chiếc xe trên với giá 21.000 USD. Ông cho rằng tiền bạc là một chuyện, nhưng chơi đồ cổ cũng cần cái duyên nữa.
Để sưu tầm thêm được một chiếc xe đòi hỏi người chơi phải có tâm và chịu khó như chiếc xe lôi quý tộc của Thái Lan. Trong một lần qua Thái Lan chơi bằng ô tô nhóm, ông Thoại rất thích chiếc xe lôi này nên đã hỏi mua nhưng chủ nhân xe lôi không bán. Đeo bám và năn nỉ cả chặng đường dài, ông Thoại mới thuyết phục được, mừng như phát hiện kho báu. Nhưng khi đưa về Việt Nam thật không dễ, ông Thoại phải tháo từng bộ phận xe lôi, bỏ lên ô tô đưa về nhà ráp lại. Đặc biệt có chiếc xe Yamaha IB sản xuất năm 1980, khi đang làm sự kiện ở Sơn La thì nghe tiếng bô, ông quay lại thấy chiếc xe này đang đi chợ củi nên đánh bạo xin mua, nhưng người chủ không bán. Tôi phải đi về từ Sơn La, Hà Nội làm sự kiện 5 lần, lần nào cũng ghé hỏi mua nhưng không được. Lần cuối cùng tôi ghé gặp vợ chồng người chủ xe để chào tạm biệt. Lần này tôi nản chí nên không đã động đến chuyện xe cộ nữa mà cốt để uống một trận cho đã rồi về. Vậy mà khi tiễn biệt, người chủ lại đem xe tặng cho tôi chứ không bán. Đến bây giờ tôi vẫn giữ nguyên giấy tờ xe của người chủ, ông Thoại kể. Hiện nay, ngoài kinh doanh cà phê, ông Thoại còn tổ chức sự kiện thiết kế mỹ thuật. Trong quán cà phê xe cổ của mình, ông Thoại thiết kế cho riêng mình một không gian cũ, cổ. Ông Thoại tâm sự, những chiếc xe đã gia nhập ngôi nhà của tôi thì đều trở thành người bạn vô giá. Cũng rất mừng vì gia đình ủng hộ cho tôi để tôi sống với đam mê của mình. Nhà cổ 650 tỷ giữa phố thị của đại gia Đà Nẵng. Không lâu đài kiên cố như đại gia Đắk Bắc, đại gia Đà Thành lại có thú chơi tao nhã của đá, cây cổ thụ và nhà cổ để tạo không gian hoài niệm độc đáo, đậm chất quê mùa giữa chốn xô bồ tấp nập. Không lâu đài kiên cố như đại gia Đắk Bắc, đại gia Đà Thành lại có thú chơi tao nhã của đá, cây cổ thụ và nhà cổ để tạo không gian hoài niệm độc đáo, đậm chất quê mùa giữa chốn xô bồ tấp nập. Để có một không gian xưa cũ trên đường Điện Biên Phủ Thanh Khê Đà Nẵng, ông Lê Bá Huy, người đã mạnh tay chi hơn 32 triệu USD để đầu tư xây dựng. Chị Đỏ Thị Thu Thủy là vợ của đại gia Lê Bá Huy kể rằng, xây dựng khu nhà này là cả một quá trình kỳ công để có được mảnh đất rộng hơn 5.000m2 nằm trên trục đường chính Điện Biên Phủ, hai vợ chồng đã phải năn nỉ 10 chủ đất sang nhượng mới có được. Hồi đó đất trên đường Điện Biên Phủ nóng sốt lắm, nhưng nghe anh Huy trình bày ý tưởng đầu tư xây dựng khu nhà cổ, nhiều nhà mới đồng ý sang nhượng, chị Thủy nói. Hiện giá đất rẻ nhất trên đường Điện Biên Phủ khoảng 30 triệu đồng trên 1 mét vuông, thì cả khu đất rộng 5.000 mét vuông này lên tới 150 tỷ đồng. Riêng thời gian xây dựng khu nhà vườn này kéo dài gần 4 năm, từ tháng 7 năm 2008 và hoàn thành ngày 30 tháng 4 năm 2011, bằng xây một resort hay khách sạn 5 sao. Số tiền đầu tư là gần 500 tỷ đồng, nếu tính cả tiền đất là tổng số tiền đại gia Huy phải bỏ lên tới 650 tỷ đồng, tương đương khoảng 32 triệu USD. Nhìn từ bên ngoài, cả một dãy tường thành bao bọc khu nhà vườn để tránh tiếng ồn ào của xe cộ đông đúc trên con đường Điện Biên Phủ. Bức tường thành cao 22 mét uốn lượn theo hình chữ L, mà theo chủ nhân khu nhà vườn này giải thích, chữ L là lông rồng, đầu rồng hướng ra biển, và thân rồng cuộn lại để giữ gìn nếp văn hóa ba miền của cha ông. Bước vào trong là những khu nhà cổ hàng trăm năm cùng với cây cổ thụ trầm, mặt rũ bóng thời gian bên những phiến đá tự nhiên độc nhất vô nhị được chủ nhân khu vườn kỳ công sưu tầm đưa từ các tỉnh thành về. Cả khu vườn là một không gian xưa của đời sống và sinh hoạt của người Việt với nhà cổ, cây đa, giếng nước, chợ quê, quan gánh được tái hiện sống động. 10 ngôi nhà cổ có tuổi đời từ 100 đến 200 năm, giá mỗi căn 4 tỷ đồng được chủ nhân khu vườn kỳ công sưu tầm. Đó là chưa kể những vật dụng như bàn ghế, tủ sập cùng các đồ cổ trưng bày trong nhà thuộc hàng hiếm và vô giá. Anh Nguyễn Dũng, một Việt kiều Mỹ quê gốc Đà Nẵng, khi đến khu vườn nhà cổ không gian xưa, nhận xét đây có lẽ là nơi chốn bình yên và sang trọng nhất giữa Đà Thành, nhưng giá cà phê và đồ ăn lại rẻ nhất nước. Nếu ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn hay trên đất Mỹ mà ngồi ở những không gian sang trọng như thế này thì chỉ có đại gia triệu phú mới dám đến. Còn ở quê mình, những nơi sang trọng như thế này thì tất cả mọi người đều có thể đến để thưởng ngoạn, anh Dũng nói. Hình ảnh khu nhà cổ hàng chục triệu USD giữa Đà Nẵng.
Hai con rồng bằng đá bên lối đi vào khu nhà cổ không gian xưa. Bức tranh trên tường bao quanh khu nhà cổ cao 22 mét nhìn từ bên ngoài và bên trong. Tượng Ngài Di Lặc cao 3 mét được làm bằng gỗ thủy tùng. Bộ ghế ngồi bằng gỗ quý thời nhà Minh hơn 450 tuổi. Một góc không gian xưa cũ được tái hiện với quan gánh nơi vùng quê. Mâm đồng dọn cơm cùng tủ sập cổ. Cả một thế giới cũ kỹ in đậm dấu thời gian từ bộ ghế ngồi đến trang kỹ, bộ lư hương, vật dụng sinh hoạt hàng ngày được chủ nhân dày công sưu tầm và bài trí. Những vật dụng này đều có hàng trăm năm tuổi và vô giá. Bức hoàn phi hơn 300 năm tuổi. Bộ lư đồng cổ và bức bình phong bằng gỗ quý có tuổi đời hơn 200 năm. Bước ra sân vườn là những cây cổ thụ quý hiếm từ cây tùng La Hán, cây me dáng thế tự nhiên độc nhất, cây thiên tuế, cội sung có tuổi đời từ 300 năm đến 600 năm tuổi. Nhà cổ 300 năm tuổi, cả khu không gian xưa có khoảng 10 căn nhà cổ như thế này. Một góc nhà cổ nơi khách thưởng thức cà phê mỗi sáng. Cây thiên tuế 600 năm tuổi. Nơi gốc sung già hàng 500 năm tuổi là tảng đá tự nhiên mang hình hài chim mẹ đang mớm mồi cho chim non, được chủ nhân đặt tên là Mẫu Tử. Gia sản bậc nhất Đà Thành của đại gia Lê Bá Huy. Lê Bá Huy là vị đại gia từng gây bão dư luận khi bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để xây dựng không gian xưa ngay giữa trung tâm Đà Nẵng. Vậy ông Lê Bá Huy là ai? Lê Bá Huy còn được biết đến với cái tên Huy Máy Nổ, 48 tuổi, là một đại gia ở Đà Nẵng, vốn nổi tiếng chơi ngông. Ông là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lắp Máy Miền Nam, là chủ sở hữu của khu du lịch văn hóa không gian xưa mang đậm kiến trúc Trung Hoa. Khu du lịch văn hóa không gian xưa tọa lạc tại địa chỉ 402-404 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng, rộng khoảng 5.000 m², được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Hoa. Để hoàn thành khu du lịch văn hóa hoành tráng này, ông Huy đã phải bỏ ra số tiền 650 tỷ đồng và xây dựng suốt hơn 4 năm mới xong. Ngoài ra, ông Lê Bá Huy còn là chủ nhà hàng Samdi trên đường Phan Châu Trinh, chủ khách sạn Samdi trên đường Nguyễn Văn Linh. Ông còn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lắp Máy Miền Nam tại Đà Nẵng.